Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nghe lời Chúa ngày hôm nay ngắn gọn hơn mọi khi. Và tôi tin rằng những điều gì mà bạn đã được nghe, chia sẻ qua về gia đình, về con cái, nó rất là quan trọng cho đời sống của mỗi chúng ta. Mũi tên trong tay của bạn, phần thưởng trong tay của bạn và tài sản nằm trong tay của bạn. Tài sản đó là một loại bất động sản. Nó sẽ mang lại lợi ích cho bạn sau này. Hãy đầu tư vì lợi ích. 10 năm người ta trồng cây, vì lợi ích 100 năm họ trồng người. Thành ra bạn có thể biết được bạn sẽ là ai khi mà bạn nhìn thấy con của bạn và cháu của bạn sống như thế nào. Hãy gieo điều mà bạn đang có cho con của mình. Amen. Không phải chỉ nói với nó về lời Chúa mà còn hướng nghiệp cho nó nữa. Hãy bắt đầu trò chuyện với con của bạn khi chuẩn bị lên gymnasium, xem ước ao của nó như thế nào, tính cách của nó, sở thích của nó sẽ làm nghề gì hợp với nó trong tương lai. Không có một nghề nào. Có một cháu hỏi tôi rằng: mục sư ơi, có nghề nào là nghề mà không nên học? Có nghề nào là cái nghề tồi không? Tôi nói rằng có một loại nghề, đó là nghề đóng phim khiêu dâm. Còn bất cứ một nghề nào mà bằng bàn tay lao động, sức mồ hôi, mang lợi ích cho người khác thì nghề đó đều là tốt lành hết. Bởi vậy cho nên hãy bắt đầu nghiên cứu con của mình, trò chuyện với nó. Thằng Danny, tính của nó như vậy, nó mạnh ở điểm này, nó yếu ở điểm kia, cái nghề nào đối với con của mình học nhất. Thằng Jeremy, tính nó như vậy, nó nhanh như vậy, trong hoàn cảnh này như vậy mà lại ẩu ở chỗ này, vậy môn nào, ngành nào, nghề nào là hợp với con của mình. Mình có thể suy nghĩ, cầu nguyện với Chúa trước 3, 4, 5, 6, 7 nghề và bắt đầu tập cho nó phản ứng. Cho nó xem là bác sĩ à, làm những người mà hoạt động về tìm hiểu những phát minh à, bắt đầu để xem cái sở thích của nó muốn cái gì. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Có những đứa nó muốn đi truyền giảng, có những đứa nó muốn trò chuyện với những con người, có những cái nan đề nào nó ngồi lại, nó sắp xếp trật tự, nó dàn xếp người này người kia. Ok, bắt đầu hướng cho nó vào cái điều mà Chúa muốn kêu gọi. Bạn có thể cầu xin Chúa Ngài cho bạn biết con bạn tương lai sẽ là ai. Tất nhiên Ngài sẽ phán với nó và bạn sẽ ấn chứng vào điều gì mà nó đã được biết. Nhưng bạn hướng dẫn nó và đưa nó vào quỹ đạo của Ngài. Amen. 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 Tôi đã đứng tại đây. Đó là điều mà lòng tôi từ nhỏ đã ước ao. Tôi ước ao làm nhà ngoại giao, hoặc ước ao làm luật sư, hoặc ước ao được tuyên truyền một cái gì đó, nhưng lại bị nói lắp và nói ngọng bẩm sinh. Bố mẹ tôi dạy trường đại học mỏ, ông nói cái cách ăn nói thế này làm sao mà làm ngoại giao, làm luật sư, đi tuyên truyền cái gì được. Tốt nhất cứ học khối A mà thi thôi, cứ vào đại học xuất ngoại là đỡ khổ. Và tôi đã nghe lời bố tôi, thi vào trường mỏ, đỗ điểm bên nước ngoài, sang Nga du học năm 88. Và Chúa đã chuẩn bị chương trình. Năm 90, gặp người mẹ Ukraine, Mama Zhenya đó đã làm chứng về Chúa Giêsu. Tôi đã chống đối, phỉ báng, khinh bỉ cái đấng mà bà ta đã tin. Nhưng tình yêu của người đàn bà đó với đứa con nuôi mà bà nhận đã thay đổi cuộc đời của tôi. Năm 92, tôi đã tin Chúa Giêsu bởi vì mẹ tôi, chứ không biết ông ta là ai. Và Chúa bắt đầu thay đổi. Cho đến năm 97, khi tôi đứng trên bục giảng ở tại Nga, giảng mà được chữa lành khỏi nói lắp, nói ngọng, Chúa mới nhắc nhở cho tôi biết rằng lòng người công bình ước ao, Chúa Ngài làm thành. Điều mà tôi ước ao trở thành nhà ngoại giao bây giờ đã thành. Tôi đi khắp mọi nơi ngoại giao. Tôi ước ao trở thành luật sư để biện hộ cho người khác. Bây giờ tôi trở thành mục sư để có thể giải thích, biện hộ cho những người mà mình buộc tội là phạm tội. Tôi trở thành đi tuyên truyền một cái gì đó. Bản chân tôi đã đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngày xưa tôi không biết tuyên truyền cái gì, còn bây giờ tôi biết tôi giảng cái gì. Amen. Bởi vậy cho nên hãy giúp cho con bạn gần Chúa và hãy giúp cho nó môi trường để nó phát triển ân tứ và sự kêu gọi mà nó được Chúa kêu gọi. Amen. Amen. Hallelujah. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ và cắt 2/3 bài giảng. Bài giảng nói về quyền năng của sự tuyên xưng. Quyền năng của sự tuyên xưng. Miệng của bạn là bắt đầu mọi sự. Nếu bạn cho tôi nhìn thấy bạn là ai bây giờ, tôi có thể nói rằng quá khứ bạn đã nói gì.
nhắc lại này. Nếu tôi nhìn thấy bây giờ cuộc sống của bạn như thế nào, tôi có thể biết được bạn đã nói gì trước đây. Bởi vì kết quả cuộc sống ngày hôm nay của bạn là những gì bạn đã nói hôm qua, hôm kia, năm ngoái hay năm kia rồi. Miệng bạn nói ra cái gì thì sau này bạn sẽ gặt tương tự. Bạn nói rằng, ô, tôi không có đâu, xin lỗi, tôi không hề nói rằng bạn nói cái đó trước đám đông. Tôi đang nói rằng cái gì bạn thường nói một mình đó, cái gì bạn thường nói trong phòng kín đó, cái gì bạn thường nói mà chỉ có bạn nghe thấy đó, cái đó mới là cái quan trọng. Bạn luôn luôn nói trong phòng của bạn, con đuổi. Rõ ràng bôi phấn bôi son thật là đẹp, nhưng bạn đã tin vào tử vi bói toán. Đời của mày, đời đuổi, hôn nhân tan tác, hồng nhan bạc phận. Ngày nào sáng ra không ai nghe, chỉ có bạn nghe thôi. Bạn nói, ôi ngày này chán quá, ôi ngày này chán quá, ôi thế này chết cho nó xong. Bạn nhìn thấy mùa thu đẹp như vậy, lá vàng rơi. Bạn nhìn thấy nó chụp một bức ảnh đăng lên Facebook nói rằng thê thảm. Toàn chữ thờ thôi, thu thê thảm. Tại sao lại thê thảm? Đẹp như vậy mà thê thảm. Cái gì thê thảm? Lòng của bạn đang thê thảm, cho nên bạn nói ra thê thảm. Cái gì bạn nói ra thê thảm thì đời bạn lại gặp cái thê thảm. Bởi vậy cho nên miệng quan trọng. Miệng quan trọng. Chúa tạo dựng ra con người là một loài duy nhất có ngôn ngữ. Chúa tạo dựng ra con người là loài duy nhất có ngôn ngữ. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngôn ngữ đó là hạt giống gieo từ thế giới không thấy được ra thế giới vật chất để gặt lại cái gì bạn vừa gieo. Bạn ước ao tai nạn, bạn mong muốn tai nạn trong tương lai. Bắt đầu bằng hạt giống gieo, tôi sắp sửa có hạn rồi, tôi sắp sửa có hạn rồi, người ta bói cho tôi sắp sửa bị ô tô đâm rồi. Bạn nói ra miệng điều mà thế giới chưa nhìn thấy mà không thấy được đấy. Bạn gieo ra miệng của bạn, và chẳng bao lâu sau, kết quả của thế giới vật chất này đã mọc lên một cái cây có tên là tai nạn cho ngươi. Bạn và tôi đã bị lừa nhiều quá rồi. Mẹ tôi cứ khẳng định 22 năm trước, thầy bói nói đúng lắm con à, đừng tin Giê-xu, thầy bói nói đúng, con nhìn xem bao nhiêu cái gì mà mẹ đã xem bói đều nó thành ra trên đời sống của con này. Tôi liệt kê ra, mẹ có cái gì tốt không trong đó? Không có gì tốt hết ấy. Chết yểu, năm thê 10 thiếp. Đời mày không làm cho chống gì, đời thì còn gì là đời nữa. Và khi tôi tin Chúa Giê-xu, Chúa đã chỉ cho tôi biết một nguyên tắc. Cái gì bạn sợ, cái đó sẽ xảy ra với bạn. Cái gì bạn kinh khủng, điều đó sẽ đuổi theo bạn. Và đặc biệt bạn càng nói nhiều điều bạn sợ, nó càng đuổi bạn kịp nhanh hơn. Chúa ban cho con người một khả năng ngôn ngữ. Cái gì bạn nói ra miệng đây này, nó sẽ mang lại cái gì ở trong lòng của bạn mà người kia chưa nhìn thấy ra bằng hình ảnh qua ngôn ngữ của bạn. Khi tôi nói một con chó, lập tức bạn thấy con chó. Nếu bạn yêu con chó cảnh thì bạn sẽ nhìn thấy con chó cảnh. Nếu bạn thích với củ giềng, nhìn thấy con chó để bạn làm thịt. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Miệng của bạn mang theo hình ảnh. Cái từ nói ra miệng của bạn mang theo hình ảnh chưa thấy được từ lòng của bạn đi ra để trở thành hiện thực trên đời sống của mình. Nếu bạn nói điều tiêu cực thì nó sẽ mang hình ảnh tiêu cực tới và trở thành hiện thực trên đời sống của bạn. Còn nếu bạn nói những điều tích cực ra miệng của mình thì nó sẽ trở thành tích cực trên hiện thực sắp tới. Bởi vậy cho nên hỡi những con người ngồi tại đây, hãy thay đổi tư duy tiêu cực. Bởi vì ngôn ngữ đến từ đầu óc của bạn. Cái gì bạn nghe, cái gì bạn đọc, cái gì bạn suy ngẫm ở trong đầu, nó sẽ trào ra miệng. Vì Chúa của tôi nói rằng cái gì đầy rẫy ở trong lòng, nó sẽ trào ra miệng. Một con người bậy bạ, dù có lịch sự đến nào đi chăng nữa, lời nói có thể hoa văn, chân mỹ thiện, nhưng cuối cùng đến lúc mà nó sẽ bật ra từ miệng câu chỉ bậy nói tục. Giấu làm sao được cái kim khi bị bóp thường xuyên như vậy, với cái đống rẻ đó, nó sẽ lòi cái kim nhọn từ bên trong ra. Bởi vậy cho nên, việc chúng ta không phải luyện lưỡi. Đừng luyện lưỡi thay đổi cách ăn nói, đó là giả hình. Hãy rút cái kim ra khỏi cái rẻ là xong. Có nghĩa là bạn cần phải rút cái tiêu cực ra khỏi lòng của mình bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách nào?
Cốc nước của tôi có 2/3 là không khí. Tôi muốn bỏ không khí ra. Tôi hút không khí ra, cái khác nó chui vào. Chỉ đúng một cách để rút không khí ra, tôi cần đổ thêm nước vào thôi. Hãy đổ nước vào, đừng chiến đấu với cái không khí. Đừng đánh nhau với cái bóng của mình lâu rồi mệt rồi. Hãy quay trở lại ôm đấng tạo hóa ra bạn. Hãy chạy tới với đấng đó, ôm Ngài và nói rằng hãy đổ vào con Ngài. Hãy đổ Ngài vào con nhiều hơn. Khi Ngài càng chiếm lĩnh con nhiều hơn, thì cái không có gì này nó phải tự khắc rời khỏi con. Amen. Amen anh chị em. Bạn và tôi được sở hữu một tâm trí mà bắt buộc phải có chủ. Có nhiều những môn phái người ta đang luyện cho cái môn sinh của mình. Luyện làm sao? Trong đầu không có gì. Đầu phải không có gì. Vivo không có gì hết. Bạn ơi, đó là sự lừa đảo. Tâm trí của bạn luôn có chủ. Nếu bạn không làm chủ thì kẻ khác sẽ làm chủ. Nếu Chúa của bạn và chính bạn không làm chủ được tâm trí của mình thì ma quỷ nó sẽ nhảy vào chỗ đó. Không bao giờ tâm trí của tôi và bạn lại không có chủ. Thầy ra hãy làm chủ tâm trí của mình. Amen. Hãy đổ vào bạn nước hằng sống. Hãy đổ vào bạn lời sự sống. Thì tự khắc cái vô giá trị này nó phải rút dần và ra khỏi bạn và tôi. Đừng cố gắng chiến đấu với cái từ không chửi bậy nói tục. Đừng chiến đấu với cái không tiêu cực, mà hãy ăn tích cực. Hãy uống sự đẹp đẽ, hãy uống lời của Ngài. Bạn cứ ngồi một chỗ và la lên rằng không đói, không đói, ta chiến đấu với kẻ đói. Không đói, không đói, không hết đói đâu. Phải ăn. Thôi đừng nói nhiều nữa, hãy hành động, ăn vào thì sẽ hết đói. Amen. Tôi ngày xưa sợ ma lắm. Mỗi lần đi xem phim Hồ Sơ Thần Chết, mà cả khu tập thể Trường Mỏ chỉ có một cái vô tuyến ở cái sân tập thể đấy, sân đá bóng, mà đi từ đó đến nhà tôi, bây giờ tôi về vừa rồi xác nhận rằng nó chỉ cách khoảng 50 mét. Thế mà tôi nghĩ trong đầu tôi nó phải xa 1 km, vì chắc là nhỏ nha, đường nó xa. Bố tôi bảo con là chỉ có 50 mét thôi. Thế mà sao nó dài thế? Nhất là sau khi xem phim Hồ Sơ Thần Chết xong rồi, mà mấy cái thằng nó giết mấy chàng mấy tình báo của Nga cài vào Đức ấy, tôi đi như vậy bắt đầu sợ ma, sợ những cái bụi cây đen đen. Mà bóng điện ngày xưa toàn chỉ 60W thôi, hay nó tiết kiệm điện của Trường Mỏ mà. Thấy ra chỗ nào cũng thấy hình ảnh ma nó đứng nó rình. Rồi mỗi lần đi chuẩn bị đến cái bóng tối, cái này vừa đi vừa dậm chân. Hùng đang đi đây, Hùng đang đi đây, Hùng không sợ ma đâu, nhưng mà lòng sợ ghê. Tôi thú thật, cái sự la hét không sợ ma đó để bộc lộ cho mình cực kỳ sợ. Amen. Đang đi làm đổ cốc cà phê, chưa cần khai cậu trốn vào cái đi văng, mông đít trỏng ra. Tôi bảo Danny, tại sao con làm như vậy? Quay ra nói Danny không đổ cốc cà phê đâu nhá, nó tự đổ đấy. Có nhiều khi cái lời thanh minh của mình là tự khai. Bạn được nghe câu chuyện của Bill Clinton rồi đúng không? Bỗng nhiên đứng trước Nhà Trắng nói tôi chưa bao giờ ngủ với Monica Lewinsky. Không ai người ta nhắc gì về chuyện đó. Thế mà hắn, xin lỗi không phải hắn, tổng thống mình cần phải tôn trọng người. Tổng thống đứng lên thanh minh, tôi chưa bao giờ ngủ với Monica Lewinsky. Nhưng sau 2 tháng sau, ông ta phải xin lỗi vì cái lời đó là lời nói dối. Bởi vậy cho nên bạn nói không đói đâu, không làm cho bạn hết đói. Bạn nói rằng bạn không sợ đâu, tôi sẽ chống lại tiêu cực. Đừng, có vật lộn với phân, bạn sẽ dính mùi phân. Amen. Hãy quay trở lại đi tìm tới nguồn sáng là lời Đức Chúa Trời. Và bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ quyền năng trong lời nói của bạn, quyền năng trong sự tuyên xưng. Vì thời gian có hạn, cho nên tôi cùng nhau với bạn chia sẻ đoạn Kinh Thánh, một đoạn thôi, sách Mác đoạn 5. Sách Mác đoạn 5 kể lại một câu chuyện về người đàn bà chảy huyết lậu. Có thể bạn tại đây cũng rơi trong một hoàn cảnh khác tương tự, không phải như bà, nhưng cũng là một nan đề đầy những nghịch cảnh mà không giải quyết được. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bài giảng ngày hôm nay dành cho cả bạn nữa, những người mà sẽ xem cái chương trình này. Bạn có thể cũng rơi vào hoàn cảnh không phải như người đàn bà này chảy huyết. Bạn bị bệnh nào đó, bạn bị nan đề, hoặc chồng bạn bỏ, con bạn trích thuốc phiện ma túy. Hãy cùng nhau nghe lời, bắt đầu thay đổi lời tuyên xưng của bạn ngày hôm nay. Dù bạn đang bên Mỹ, đang ở Việt Nam, Campuchia hay Lào, bạn xem chương trình của chúng tôi, lời Chúa dạy bạn, và chỉ có lời Chúa mới giải thoát được hoàn cảnh. Bắt đầu từ lời Ngài, và sau đó là lời nói ra miệng bạn.
Kinh Thánh chép tiếp rằng: bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông mà giờ áo Ngài, vì người nói rằng nếu ta chỉ giờ đến áo Ngài thôi thì ta sẽ được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã giờ đến áo ta? Tại sao tôi xem đồng hồ? Không phải vì là tôi chán giảng. Tôi xem đồng hồ vì bạn đang ngồi phía dưới. Mục tiêu của tôi không phải là giảng nhiều. Mục tiêu của tôi là bạn có thể làm sao nhận được nhiều. Nếu mà ngồi lâu đó, ngửa đầu linh như vậy đó, thì sẽ không giảng được gì. Và cái lời có quyền này cũng hoàn toàn vô tích sự. Mọi người hiểu không? Việc là bạn nhận được, chứ không phải là việc tôi nói được bao nhiêu. Bạn nhận được bao nhiêu mới quan trọng hơn là tôi nói bao nhiêu. Tiếp theo, cùng một lúc ấy, khi bà ta giờ vào đó, cùng một lúc ấy huyết lậu liền cầm lại người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã giờ áo ta? Một đồ thưa rằng: thầy, thấy đám đông lấn nét thầy, thầy còn hỏi rằng ai giờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Hallelujah. Đọc câu chuyện này bạn liên tưởng tới bạn. Câu chuyện của người đàn bà chảy huyết cách đây 2000 năm trước, nó có tác dụng dạy chúng ta bây giờ. Bởi vì bà ta đã qua đời, nhưng câu chuyện còn lại bởi vì một đấng đã chữa lành cho bà ta vẫn còn sống ngày hôm nay. Đấng đó có tên là Giêsu. Nếu bà ta dù qua đời nhưng câu chuyện của bà đã được chữa lành 2000 năm trước, thì ngày hôm nay tại căn phòng này, nan đề của bạn và nan đề của tôi không nói dối. 22 năm tin Chúa, 20 năm là mục sư, tôi biết được rằng đấng mà tôi đang nói về Ngài có thể làm được mọi, giải quyết mọi nan đề của bạn. Ngài không nói dối. Tôi có thể quên lời hứa, nhưng Ngài là Chúa của tôi và bạn không bao giờ quên. Câu chuyện kể lại người đàn bà bị 12 năm chảy huyết lậu. 12 năm. Đàn ông chúng tôi chỉ bị một cái đứt tay thôi đã kêu ối rồi, ôi la hét rồi. Chỉ một cái đứt tay thôi mà lập tức không còn rửa bát cho vợ nữa. Tôi đấy, chứ không phải là ai đâu. Vợ, thế à, chạy đi cuốn băng. Nhìn thấy vợ lo cho cái đứt tay của tôi, ngẫm đến nàng. Mỗi một tháng cả bát máu chảy như vậy, mà có kêu la gì đâu. Đẻ con, mỗi một cái cơn đau như vậy trong 8 tiếng đồng hồ gầm ơi. Cô vặn hết cả thịt của tôi, xương cứ kiểu vặn. Và mỗi lần cô lại xẹp xuống lại nằm đợi làn sóng tiếp theo. Lại bắt đầu, anh ơi, chuẩn bị. Lại sợ tất cả những chỗ thịt thân của tôi mà có thể được lại bú như vậy. Sắn như vậy này. Mỗi lần như vậy tôi gồng hết cả người. Cô hỏi, anh có đau không? Thôi đừng nói nữa, cố gắng mà dặn đi em. 8 tiếng đồng hồ như vậy. Cho đến một tháng sau, khi tôi từ nhà tắm bước ra, cô nhìn thấy thân thể của tôi tầm bầm tím như vậy, hỏi, ai đánh anh đấy? Tôi bảo, em quên thủ phạm à? Bạn ơi, nếu chứng kiến vợ của bạn đau đớn như vậy, chảy máu như vậy, la hét như vậy, thì làm sao mà có thể nặng lời được và giơ tay tát vợ, đánh vợ được? Không. Một con người mà nằm bên cạnh mình giờ phút âu yếm như vậy, hạnh phúc như vậy, mình nói những lời yêu thương như vậy, cô nói với mình yêu thương như vậy, chả nhẽ lại xử tệ kiểu gì? Ngày mai sẽ nói cái lời gì bây giờ? Hãy thay đổi. Amen. Người đàn bà này chảy huyết lậu 12 năm, nỗi khổ kinh hoàng. Bà đi hết thầy thuốc này tới thầy thuốc khác, tìm cả những nhà ngoại cảm. Đấy là tôi thêm vào đấy, để xem là thần nào phạt, xem là có động mả không. Nhưng cuối cùng bệnh vẫn hoàn bệnh, tiền mất tật mang. Nhưng Kinh Thánh chép rằng bà ta đã nghe về Chúa Giêsu và tin. Hãy bật lại câu chuyện. Kinh Thánh chép rằng hoàn cảnh bi đát như vậy, nhưng bà ta nhìn lại. Câu 27, người đã nghe tin. Ở đây không phải chỉ là nghe tin tức nhá, mà nghe về Chúa Giêsu và tin. Bạn có hai loại, một là nghe tin, hai là nghe và tin, hai cái khác nhau. Bạn nghe tin, năm tới tại Đức này họ sẽ giảm giá tất cả các mặt hàng thực phẩm 14%. Bởi vì hàng xuất sang Ukraine đã bị cấm vận, cho nên dư thừa hàng hóa. Táo bên Ba Lan đang thừa ế ẩm. Và chuẩn bị bạn có thể ăn không. Người ta mời bạn tới thu hoạch giúp họ và trả tiền cho bạn để làm sao giải phóng mặt bằng. Đấy là tin
bạn được nghe sắp tới. Nhưng ở đây, một cái tin mà bà ta được nghe, mà sau đó bà ta tin. Có nhiều cái tin mà bạn nghe mà bạn không tin. Có nhiều cái tin mà bạn nghe mà sau đó bạn tức. Đấy người gọi là tin tức ấy. Amen. Cái gọi là nào, trên vô tuyến Việt Nam đó là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tin và tức trong ngày. Nghe xong rồi tức cả bông. Tức là bây giờ ngày lẻ đi xe Honda đi số lẻ. Để giảm cho ô tô Honda đi đường phố, chúng ta cứ ngày lẻ chỉ có số lẻ đi thôi. Ngày chẵn số chẵn để cho hạn chế xe Honda đi đường phố. Thành ra hai vợ chồng ngồi bàn với nhau, nhà mình có một chiếc xe, mình phải chọn cái xe số lẻ nữa. Để số chẵn mình đi xe chẵn, số lẻ thì mình đi xe lẻ. Thế như vậy nhà mình có 4 chiếc xe máy. Trước đây chỉ có 2 chiếc, bây giờ là 4 chiếc. Mọi người hiểu không? Luật nó thế đấy. Đưa ra luật luôn có cái sai. Luật bao giờ có lách luật. Con người mới là quan trọng. Và bà ta đã nghe về Chúa Giêsu và tin. Bạn hãy cẩn thận, nghe tin gì? Làm sao bạn nghe tin mà bạn tin được? Chứ đừng nghe tin mà sau đó tức. Tiếp theo, không những bà chỉ tin thôi, mà bây giờ bà này nè, câu 27, câu 28, bật lại câu 27, 28 rất là quan trọng. Người đang nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà giờ áo ngài, câu 28, vì người nói rằng, có nghĩa là hành động bà lẩn ra đằng sau Chúa Giêsu là sau cái câu nói của bà. Câu nói của bà là sau khi bà tin. Bà tin về Chúa Giêsu và nói rằng nếu ta chỉ giờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cho nên bà ta đã lẩn vào đằng sau. Mặc dù hai câu kinh thánh này nó lộn xộn vị trí, nhưng mà nếu bạn đọc kỹ đó thì lần đầu tiên nghe và tin, sau đó nói ra miệng, rồi sau đó hành động. Mọi người hiểu không ạ? Nghe về Chúa Giêsu đến chữa lành, bắt đầu bà tin trong lòng. Không có tin trong lòng không nói ra được. Bạn tin trong lòng, bạn nói ra có kết quả. Còn nếu trong lòng bà không có, nói ra bằng thừa. Sau đó bà hành động, bà nói ra miệng hàng ngày. Có thể 2 tháng bà đã được nghe về Chúa Giêsu rồi. Có thể 1.5 năm bà được nghe về Chúa Giêsu rồi. Có thể 3 năm bà được nghe về Chúa Giêsu rồi. Và trong 3 năm đó, 2 năm đó, 2 tháng đó, bắt đầu đức tin của bà được hành động qua lời. Ta nếu gặp Chúa Giêsu đây nữa thì ta sẽ giờ vào ngài, giờ vào, không phải giờ vào người ngài nhá, giờ vào gấu áo của ngài, có nghĩa là cái đoạn cùng nhất của chéo áo. Tí nữa chúng tôi sẽ giải thích thêm. Sách Matthew, sách Mark, sách Matthew, sách Luca có nói rằng giờ vào chôn áo của ngài. Bà ta cứ nói như vậy. Bà ta nói trời ơi, Đức Giê-hô-va ơi, vì là bà là người Do Thái, con quá ốm đau không có tiền. Chứ con nghe thấy ở cái vùng đất cách đây 200 km thì kìa, Giê-xu đang giảng ở đó, biết rõ ràng địa chỉ đấy, quảng cáo đến tận nơi, vào Facebook biết ngay là ngài giảng ở đó, nhưng mà làm sao có đủ tiền đi taxi, đến tiền tàu cũng không có nữa, còn làm sao mà gặp được ngài nữa. Chồng bỏ con thì không có, một mình tiền hết rồi, 12 năm kiệt quệ như vậy, con đi bộ được là con sẽ đi đấy, nhưng mà làm sao đi bộ nổi. Thành ra bà cứ ngồi, nếu có ngài ở đây, tôi sờ vào gấu áo của ngài sẽ được lành bệnh. Chỉ cần sờ gấu áo ngài thôi cũng được lành bệnh. Miệng nói. Bắt đầu bạn hãy về nhà đọc lời hứa của ngài trên con của bạn, trên chồng của bạn, trên vợ của bạn, trên chính bạn và hội thánh này. Bắt đầu nói ra miệng, bạn viết ra tờ giấy của bạn. Hội thánh có tòa nhà hơn 1.000 người ngồi. Nếu được thêm dòng chữ vì chính phủ cho không, không mất đồng nào, hay quá. Tại sao lại không? Tại sao lại không? Tôi tin vào mọi phép lạ Chúa làm. Trong khi người ta bỏ hàng triệu euro ra để mà giúp cho những người thanh niên tệ nạn xã hội, chính thức viện ma túy. Còn chúng ta tại đây, những con người được nâng đỡ, được thay đổi. Tại sao? Mình lại không tin vào. Họ phải có trách nhiệm với chúng ta nữa. Amen. Amen anh chị em. Bắt đầu bà nói ra miệng. Bà nói ra những điều mà bà muốn nhìn thấy. Bạn ơi, hãy nói ra điều bạn muốn nhìn thấy trong đời sống của bạn trong tương lai. Bạn muốn cái gì nhìn thấy trong tương lai, bắt đầu nói ra ngày hôm nay nhiều hơn. Nói nhiều hơn, thay vào những điều tiêu cực, thay vào những điều mà dở, hãy nói ra miệng. Vì Chúa Giêsu là đấng mà răng đã nhìn thấy ở đảo Bát-mô, ngài xuất hiện. Ở miệng của ngài có lòi ra một thanh gươm 2 lưỡi. Chúa ban cho tôi và bạn không những chỉ ngôn ngữ để bạn có thể nói tình yêu với người khác, nhưng cái ngôn ngữ của bạn nó là một vũ khí. Hãy nhắc lại cùng tôi từ vũ khí. Hallelujah. Bắt đầu từ lời, bắt đầu từ lời đúng không chị Kén? Bắt đầu từ lời đúng không ông Cẩn?
Cái ngày đó ông Cần đến nhà chị Kén chơi, nhìn vào mắt của nàng, thấy cô nàng dân ở đồi thông, rừng thông, cô gái rừng thông hiên ngang mà không hề sợ hãi. Chàng nhìn vào mắt nàng và nói: Kén, anh yêu em. Tất nhiên là hơi lãng mạn chút, mà anh muốn em làm vợ của anh. Bắt đầu từ lời đó, đó là mang lại kết quả bây giờ họ là vợ chồng và hai đứa con. Bao giờ cũng bắt đầu từ lời. Tôi cũng bắt đầu từ lời tôi trước đó. Sung sướng, hạnh phúc, thành công cũng bắt đầu từ lời trước đó. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa và người đàn bà này đã làm điều đó. Miệng của bạn, lời đó là một vũ khí. Và anh chị em biết không, có một kẻ rất là ghét bạn. Kẻ đó có tên là ma quỷ. Tay của nó không còn vũ khí nữa. Nó không hề có vũ khí. Nhưng mà nó trong lòng rất là thâm độc, muốn giết bạn. Mà bây giờ nó không có vũ khí. Mà bạn lại có vũ khí nhưng bạn lại ngờ ngạch. Thành ra nó cứ đứng bên cạnh nó rình. Miệng của bạn có cái vũ khí rất là quan trọng. Nhờ vũ khí đó, đôi khi bạn sử dụng ngờ ngạch. Bạn mới tung vũ khí ra, nói về vợ bạn, còn đuổi. Nó chụp lấy cái vũ khí đó và bạn vừa tung ra đấy. Nó làm việc vợ bạn. Mọi người hiểu không? Còn nếu như bạn nói rằng, vợ của tôi tuyệt vời nhất thế giới đối với tôi. Đừng có nhất thế giới thôi nhá, chỉ đối với bạn thôi. Còn nếu bạn nói câu đó là cạnh tranh với tôi rồi đấy. Và khi bạn nói cái đó ra, cái vũ khí đó được Đức Thánh Linh nhận nó và sử dụng trên vợ của bạn. Khi bạn nói rằng con là đứa yêu mến Chúa, là đứa kính sợ Chúa, con là người được Chúa lựa chọn, cái vũ khí bung ra, Đức Thánh Linh chụp lấy cái vũ khí đó, làm việc trên con của bạn. Mọi người hiểu không? Còn nếu như bạn nói rằng tôi là kẻ đuổi, hôm nay là ngày tôi, vũ khí bạn tung ra, kẻ thù chụp lấy vũ khí đó, nó mang tới cho gia đình của bạn tôi và thất bại. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận. Miệng này, người ta không chết bởi một cú tát đâu, nhưng có nhiều người chết bởi cái tát bằng lưỡi đấy. Hãy quay sang người nói với người lân cận là đừng tát bằng lưỡi. Từ Hải đâu có chết bởi gươm. Từ Hải chết bởi cái miệng của Thúy Kiều, mà chết không ngã được. Cái người mà người ta còn ngã nhắm mắt được, nó còn thấy nhẹ nhàng, còn đưa được vào trong, và đưa vào trong quan tài. Còn cái người mà chết thế này là mỗi lần mà ép vào là cái quan tài của Từ Hải chắc là rất đặc biệt. Ông có thể thế này, chết đứng luôn, đúng vị trí nghe đến cái thông tin đó là chết đứng luôn. Hãy quay sang người lân cận nói rằng đừng làm cho người bên cạnh chết đứng. Ok, chúng ta cùng nhau quay trở lại. Người đàn bà này sau khi nghe về Chúa Giêsu tin, và bà ta nói ra miệng rằng tôi chỉ cần giờ đến gấu áo của Ngài thì cũng được lành bệnh. Lê Vi Ký có nói một cái điều răn của Chúa rằng tất cả những người nam Do Thái mặc quần áo ở dưới chéo áo của mình phải làm một cái tua. Ở trong đó có một sợi chỉ màu điều, màu đỏ và nhiều màu khác. Cái tua áo đó nếu bạn cần, hãy viết lại địa chỉ, tôi không cần dở ra cho bạn đâu. Dân Số Ký đoạn 15. Cái này Long chưa được viết, thành ra không cần phải bật lên, mục sư đọc cho. Dân Số Ký đoạn 15, lời Chúa nói về cái chéo áo như sau này. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng hãy nói với cùng dân sự Israel, biểu họ từ đời này sang đời kia hãy làm một cái tua nơi chéo áo mình. Trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều là màu đỏ đấy, có biểu tượng cổ huyết đấy. Các ngươi phải mang cái tua này, khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là làm điều cho các ngươi xa vào sự thông dâm. Mỗi một người nam Do Thái, áo của họ có một cái tua dài phía dưới này. Mấy người đi Israel ấy, đi tham quan thấy mấy người Do Thái mặc áo chưa? Đi thấy nó lỏng thỏng, quần áo như vậy, bỗng nhiên thấy luôn giống như là mấy cái người hát văn công hát chèo vậy. Cái tua nó cứ lăng tăng như vậy. Mọi người còn nhớ không? Những người nào đi Do Thái rồi giơ tay tôi xem nào. Dạ, có nhìn thấy cái tua đấy không? Người đàn bà này không giờ vào lưng áo nha. Bà nói là giờ vào gấu áo Ngài. Giờ vào đúng cái điều răn ấy. Mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng mỗi một người nam Do Thái phải làm cái tua ở chéo áo đó, cái chôn áo đó, để nhớ lại điều răn mà ta đã răn dạy các ngươi. Bà không sợ lung tung nhá, bà sợ đúng vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Kinh không? Kinh không? Đừng có chê người đàn bà chảy huyết đó, đồ đuổi. Hết cơ hội để thay đổi đó. Bà này mà giảng trong trường Thánh Kinh, bà phải là một người nữ tiên tri. Bà biết được cái điều mà nhiều người không hề biết. Sờ vào cái chéo áo đó,
Và ngày hôm nay cái treo áo đó là lời mà bạn có trong tay kìa, lời hứa trong Kinh Thánh kìa. Hãy đến với Chúa đại tại đây, cái tú áo của Ngài chính là quyển Thánh Kinh mà bạn đang có đấy. Hãy đụng vào những lời hứa đó, chỉ cần dò vào cái đó thôi, chỉ cần bạn dò vào cái áo đó thôi, được thay đổi. Amen. Amen anh chị em. Tôi muốn nói với bạn là một kẻ vô cùng chống đối tôi. Bạn đã từng nghe lén một mình ở nhà khi vợ bạn không có nhà. Bạn nghe bài giảng của tôi để chửi tôi. Bạn đã ghi trong quyển sổ của bạn rất nhiều điều mà bạn sẽ chửi tôi qua vợ của bạn. Nhưng tôi muốn nói với bạn biết rằng tôi không hề sợ bạn và cũng không hề ghét bạn. Tôi muốn bạn đến hội thánh, gặp Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào cuộc đời của vợ bạn để bạn được thay đổi. Ơn phước tới trên con của bạn. Bạn càng chống đối Chúa, tệ hại càng tới với gia đình của bạn. Đã đến lúc hãy mở rộng tấm lòng như tôi, chống đối Chúa 2 năm, cuộc đời tôi được thay đổi. Và người đàn bà chảy huyết đã được thay đổi khi giờ vào gấu áo, bà được chữa lành. Và ngày hôm nay tôi muốn kêu gọi bạn, trước khi chúng ta kết thúc buổi nhóm này, hãy nghe về Ngài, đọc Kinh Thánh, tiếp nhận lời hứa của Chúa, nhận tin vào lòng của mình cho bạn và bắt đầu nói ra miệng. Bắt đầu nói ra miệng. Amen. Người ta nói với tôi cái đây nhiều năm trước, ever, tức là làm gì có chuyện ever. Và khi cầu nguyện với Chúa, tôi bắt đầu biết được vợ tôi trong tương lai là ai, công bố ra miệng của mình. Tôi bị khối u ở ngực bên phải sau khi cưới vợ xong tuần trăng mật, nó mọc lên tại khối u này. Sự sợ hãi nói rằng chết rồi, khối u ác tính rồi, ung thư, mày chết rồi, vợ trẻ để cho ai. Bạn ơi, bạn có thể rất là lãng mạn và bình yên khi mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng khi sóng nổi lên đó thì mới phân loại được đâu là hàng giả, đâu là hàng thật, đâu là diều tốt, đâu là diều rách. Bởi vậy cho nên tại sao cuộc đời tôi và bạn có những cơn gió và cơn bão để thử đức tin của bạn. Amen. Và tôi đã bị đức tin đó khối u càng ngày càng lớn. Vợ tôi nói phải đi bác sĩ khẩn trương. Tôi không dám nói vợ tôi rằng có thể anh chết em ở với ai nha. Và cứ càng ngày càng to, và tiền bảo hiểm bên Đức không có, mà tôi là ở bên Nga sang cưới vợ. Và cuối cùng tôi quyết định đến với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, có chết không? Nó càng ngày càng lớn như vậy, có chết không? Mặc áo mayo cũng đau nữa cơ. Đây là tại mặc xây đấy, tuần trăng mật đấy, ngủ lèo đấy, gọi là khách sạn ngàn sao đấy, vén ra là nhìn thấy sao đếm trên kia. Người ta chỉ được 5 sao thôi, ngàn sao. Đang lãng mạn như vậy mà nó lại xuất hiện tại ngực. Và cuối cùng Chúa nói với tôi rằng con không chết đâu. Sân vận động đã giảng đâu. Việt Nam đã làm được gì đâu. Lào, Campuchia và miền Nam Trung Quốc đã làm được gì đâu mà chết được. Tôi nhớ amen. Tôi nói với vợ tôi không cần đi bác sĩ nữa, anh chắc chắn biết rằng không thể chết được. Và bắt đầu chúng tôi đặt tay lên ngực của tôi để cầu nguyện, để khối u để biến mất. Bạn biết ngày hôm sau thế nào không? Nó to hơn. Cứ tưởng là nó xẹp ngay à? Nó to hơn đấy. Tôi, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện. Một tuần sau, bạn biết có điều gì không? Nó to hơn. 4 tháng tại Đức này, trở về Nga, nó càng ngày càng to, chứ không phải nó xẹp đâu. 4 tháng nhá, chứ không phải là chỉ một vài ngày. Sao bên Nga, chúng tôi dán lời kêu gọi, mà Chúa kêu gọi tôi lên trên gương đó. Và mỗi một lần, tôi thì không có nhu cầu về gương, tác dụng hết rồi, không cần nhu cầu về gương. Nhưng mà gương đó là của vợ tôi, và tôi muốn nhìn vào gương đó để soi cái ngực của tôi đây này. Nhìn cái khối đó, vì mình cúi này mình không nhìn thấy rõ. Nhìn vào cái gương đó, mỗi lần soi gương, nhìn vào nó, nói rằng trong danh Chúa Giêsu Christ, mày và mày không có quyền ở đây, lui, ta được chữa lành nhá. Quan trọng phải nhận được lời hứa của Chúa. Bạn có trong lòng lời hứa đó, bạn nói ra miệng thì nó mới bay biến. Và từ đó đến nay đã hơn 14 năm, khối u đó đã không còn trên ngực phải của tôi nữa. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Mời anh chị em đứng dậy cầu nguyện. Hallelujah. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Con cầu xin Chúa cho mỗi một người tại đây, mỗi họ, mỗi một người có một nan đề, có một điều gì đó cần dâng trình cho Ngài. Hãy giúp cho mỗi chúng con tìm kiếm câu trả lời cho nan đề đó trong lời hứa của Ngài. Ngài đã ban chúng con 32.500 lời hứa trong cuốn Kinh Thánh. Hãy giúp cho mỗi chúng con tại đây lần mò tìm kiếm như đào mỏ vậy, để khai thác được cục vàng nằm trong 32.500 dự án đó. Hãy cho mỗi chúng con nhận được lời hứa đó cho mình. Hà và hãy giúp cho chúng con hà hơi vào lời đó, để nó thực sự là đức tin trong lòng của chúng con. Và khi có đức tin đó trong lòng chúng con, những con người này sẽ công bố ra miệng của mình là vũ khí để hủy diệt tất cả những nghịch cảnh đang chống lại ý muốn của Ngài.
Và khi họ làm được như vậy xong thì điều đó sẽ xảy ra với họ. Như người đàn bà chảy huyết lậu kia đã làm. Con cảm ơn Chúa. Tôi để cho bạn 30 giây. Bạn biết được điều gì cần phải làm. Điều đầu tiên tại đây, bạn biết được nhu cầu của bạn là nhu cầu gì. Sau đó về nhà, hãy đọc Kinh Thánh, tìm kiếm câu trả lời ít nhất là 2 câu hứa. Không phải chỉ một nhé, 2 lời hứa trong Kinh Thánh từ Cựu Ước tới Tân Ước. Nếu bạn không tự tìm được, hãy nhờ ai đó giúp bạn tìm kiếm cho cái nan đề mà bạn đang có. Sau đó bạn đọc đi đọc lại với sự cầu nguyện để xin Chúa cho cái đó thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn đọc cho tới khi nó thấm vào lòng của bạn vậy. Một người đàn bà bị hen suyễn tại Nga. Tôi đến thăm nhóm tế bào của chị ngồi dựa tường như vậy này, hỏi chị tại sao có chuyện gì. Chị nói rằng mục sư ơi, tôi bị hen và tuyết rơi bây giờ đó, tôi không thể ngủ được, nó nặng hơn, tôi phải ngồi ngủ, nằm ngủ là nó lên cơn. Mục sư cầu nguyện để chữa lành cho tôi. Tôi bảo tôi không chữa lành được. Nhưng trong khi chuẩn bị nói chuyện với người phụ nữ đó, Chúa cho tôi một câu Kinh Thánh. Tôi nói chị ơi, hãy về nhà viết câu Kinh Thánh này 130 mấy lần gì đó, tôi quên cái số đằng sau. Hãy viết ra giấy, cứ ngủ chép lại như vậy thôi. Sau đó đến đây tôi cầu nguyện. 2 tuần sau gặp chị. Tôi bảo ô, chào chị, sao sức khỏe sao? Chị bảo lành rồi mục sư. Mà có chuyện gì xảy ra chị kể cho tôi nghe. Chị nói rằng tôi ngồi tôi viết ra. Ông bồ sống với tôi trong phòng hỏi, điên à? Viết cái gì mà viết mà cứ liên tục viết như vậy. Bởi lần đòn mà chúng ta được lành bệnh, bởi lần đòn Chúa Giêsu đã chịu mà tôi được lành bệnh, tôi đã được lành bệnh. Cứ viết như vậy và mục sư biết không? Đến lần thứ 110 mấy đó, tôi bắt đầu thấy thở hoàn toàn dễ chịu. Và sau đó tôi viết hết rồi đó, thì đến bây giờ không còn bị bệnh nữa. Câu Kinh Thánh đó không phải là câu gọi là yếm chú hay là bù chú của Alibaba. Nhưng nó là sự sống, nó là liều thuốc. Và khi người đó đọc và viết lại như vậy đó, in vào tâm trí, đưa vào lòng, và nó rơi vào lòng của chị ấy. Và khi chị ta tin điều đó, chị ta nói ra miệng, nằm mơ cũng thấy câu Kinh Thánh đó cơ. Chị kể tôi rằng, nằm mơ cũng thấy cả một loạt câu Kinh Thánh nó xảy ra. Và cuối cùng được lành là bởi lời của Chúa. Bạn cũng vậy, amen. Nào những ai có nan đề, mà bạn biết được rõ ràng cái nan đề của bạn, giơ tay lên nào. Tôi sẽ cầu nguyện cho những cánh tay này. Chúa ơi, hết thảy những anh em đang đứng trong căn phòng này, những cánh tay đây đang có những nan đề, con cầu nguyện xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan, soi sáng cho họ để nhìn thấy, tìm thấy lời hứa trong Kinh Thánh. Và lời hứa đó sẽ mang lại đức tin cho họ. Đức tin đó giúp họ nói ra miệng của mình trong sự tuyên xưng. Và từ lời tuyên xưng đó, quyền năng phép lạ sẽ xảy ra. Cho con cảm ơn Chúa. Cho con tôn cao danh của Ngài. Tôn cao danh của Ngài. Amen. Bản thân tôi cũng có một cái nhu cầu. Tôi có nhu cầu muốn nói cái người vừa rồi tôi nhắc tên đó, cái người mà muốn nghe bài giảng của tôi để chống đối đó. Tôi công bố rằng sẽ có một ngày anh đi vác vali cho tôi để đi truyền giảng tin lành. Tôi nói anh sẽ có một ngày đi vác vali cho tôi để đi giảng tin lành. Nghe chưa? Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.